Chúng ta hãy bắt đầu video này bằng sự việc một người nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đạt được tự do tài chính sớm và đang tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng như mơ ở Việt Nam. Các khóa học do tổ chức nhận được các đánh giá rất tệ từ nhiều người. Dường như các khóa học này đã trở thành nguồn thu chính và giúp anh trở nên giàu có, chứ không phải nhờ tài sản tích trữ khi anh còn ở bên Úc như anh thường nói. Ngoài việc khóa học của anh có chất lượng thấp, cách đối xử với học viên có thể nói là dưới mức tử tế, nếu không muốn nói là vô trách nhiệm. Những câu chuyện tiêu cực này bùng lên hẳn sẽ khiến nhiều người cảm thấy hoang mang về các khóa học về đầu tư, về tài chính cá nhân và hẳn sẽ khiến mọi người ngày càng rối hơn với các thuật ngữ này. Do đó, tác giả Husky Wannafly và Spider Room chúng mình sẽ mang tới một video với phong cách sổ tay hướng dẫn vô cùng đơn giản và dễ hiểu để có thể giúp mọi người có những hiểu biết đúng đắn về các khái niệm tài chính như là tự do tài chính cá nhân, đầu tư. Những điều tác giả Husky Wannafly đề cập tới không phải các kiến thức cao siêu mới lạ. Tất cả đều là những kiến thức phổ thông được sắp xếp sao cho mọi người dễ hiểu và từ đó giúp xóa bỏ những hiểu lầm phổ biến. Rất nhiều khái niệm phức tạp đã được đơn giản hóa cho phù hợp với thị trường Việt Nam. Và hãy cùng bắt đầu nội dung của video ngay sau đây. Một, tài chính cá nhân. Tài chính cá nhân là một khái niệm để nói về việc một người kiếm và sử dụng tiền cho cuộc sống hàng ngày như thế nào. Quản lý tài chính cá nhân là một cụm từ ngắn gọn nói về việc làm sao để số tiền một người chi ra thì luôn thấp hơn so với số tiền họ nhận vào trong một khoảng thời gian cố định. Đây là điều quan trọng, gần như mọi thứ trong tài chính chỉ có ý nghĩa nếu chúng ta có thể đặt nó trong một khung thời gian cố định. Cách người ta hay cố phóng đại và khiến cho người khác hiểu lầm về tài chính của họ là việc bỏ qua khung thời gian. Ví dụ, trên mạng xã hội Threads, nơi tập trung nhiều người giàu nhất Việt Nam hiện nay, chúng ta đang nghe người trẻ dưới 30 tuổi khoe đi làm kiếm 100 triệu mỗi tháng, thì câu hỏi là mức thu nhập đó duy trì được bao lâu? Nếu bạn flex về thu nhập lương 100 triệu trên một tháng, nhưng mà 3 tháng sau đó không có thu nhập, thì trong quãng thời gian 4 tháng, bạn chỉ có thu nhập trung bình là 25 triệu mỗi tháng thôi. Một cách khác để người ta tạo ra hình ảnh khác về bản thân họ trên mạng xã hội là thường xuyên nhấn mạnh vào thu hơn là chi. Một người hoàn toàn có thể khoe về việc thu nhập lương cao 30 triệu, 40 triệu một tháng, cũng như những món đồ đắt tiền người đó sở hữu, nhưng không bao giờ nhắc tới những khoản lãi vay người đó thường xuyên phải trả cho việc mua sắm của mình. Vay ở đây có thể là vay mua nhà, mua xe, mua điện thoại trả góp, v.v. Hình ảnh sau đây là ước tính số tiền tiết kiệm bạn dành ra được sau một năm với thu nhập 100.000 đô la Mỹ một năm ở Los Angeles, California vào năm 2021. Mức thu nhập 100.000 đô mỗi năm nghe thì có vẻ lớn, nhưng rõ ràng sau khi trừ đi các chi tiêu ở mức trung bình, bạn tiết kiệm được chưa tới 10.000 đô. Như vậy, nếu một người chỉ có thu nhập 80.000 đô một năm, nhưng có thể tiết kiệm được 15.000 đô sau khi đã chi trả hết những chi tiêu cần thiết khác, thì rõ ràng người đó có tình trạng tài chính tốt hơn người có thu nhập 100.000 đô một năm kia. Tiếp theo, chúng ta cùng nói về quản lý tài chính cá nhân. Đây là các kế hoạch và hành động để đảm bảo trong một khung thời gian cố định, có thể là một tuần, một tháng, một quý hoặc một năm, số tiền bạn chi ra thấp hơn số tiền bạn thu vào. Và bạn phải duy trì được điều này trong thời gian dài. Quản lý tài chính cá nhân tốt chưa chắc đã giúp bạn đạt được tự do tài chính, nhưng nó là bước bắt buộc phải có để bạn có thể có được tự do tài chính. Mặc dù nghe thì đơn giản đấy, nhưng mà làm sao để đảm bảo số tiền bạn chi ra thấp hơn số tiền bạn thu vào là một vấn đề đau đầu muôn thuở. Lý do chúng ta gặp khó để tiết kiệm, tức là có tiền dư ra, là vì chúng ta chỉ có vài cách để tăng thu nhập. Nhưng mà cuộc đời lại có quá nhiều biến cố xảy đến để khiến chúng ta mất đi thu nhập. Hãy thử dừng video này lại trong một vài phút và ngồi yên nghĩ xem. Thực tế mà nói, bạn có thể nghĩ ra thêm được bao nhiêu cách để tăng thu nhập ngay lập tức mà không cần phải đi học thêm gì? Bạn liệu có thể đếm được quá 3 ngón tay hay thậm chí là 2 ngón không? Nhưng nếu được hỏi rằng có bao nhiêu thứ có thể xảy ra khiến bạn phải tăng chi tiêu trong tháng này thì hẳn là bạn sẽ chẳng thể nào mà liệt kê hết được. Bạn bị bệnh và thế là bạn phải mua thuốc. Bạn bị hỏng xe, phải sửa xe. Người thân bạn gặp vấn đề và cần hỗ trợ tiền.
Mình đã nghe kể về việc trong xóm mình có một anh được hưởng lương tháng 13 vì vui quá và đi nhậu với bạn bè. Khi về thì bị công an thổi phạt tội lái xe sau khi uống rượu bia. Tiền nhậu và tiền phạt khiến anh mất gần hết tháng lương thưởng chỉ trong ngày hôm đó. Kể ra những điều trên thì không phải nhằm mục đích tạo ra một trạng thái bi quan cho các khán thính giả và khiến mọi người cảm thấy bế tắc, rằng dù có cố gắng kiểu gì thì cũng vẫn thiếu tiền thôi. Bởi vì thực tế, vẫn có rất nhiều người thành công trong việc quản lý chi tiêu và từ đó xây dựng được nền tảng tài chính vững chắc cho bản thân và gia đình. Mọi thứ giống như là việc bạn tập thể dục để giảm cân vậy, có rất nhiều yếu tố xảy ra khiến số ký của bạn cứ đứng yên, nhưng mà chỉ cần bạn kiên trì và thực hành đúng cách trong thời gian dài, bạn sẽ làm được. Sau đây là tổng hợp một số lời khuyên chung về việc tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Lưu ý, đây là những phương pháp tăng thu nhập cho những ai đang là nhân viên của một công ty, chúng ta hay gọi là đi làm thuê. Còn với những bạn tự vận hành công ty của riêng mình thì đó lại là một sân chơi hoàn toàn khác với lời khuyên rất khác. Các cách có khả năng cao giúp tăng thu nhập. 1. Nâng cao kỹ năng chuyên môn. Đây là cách phổ biến nhất và thường được mọi người lựa chọn. Kỹ năng chuyên môn có thể được nâng cao thông qua việc học, đọc sách, thông qua kinh nghiệm làm việc hoặc nhờ theo học người giỏi hơn trong công việc. 2. Mở rộng mối quan hệ tốt. Xây dựng mối quan hệ lành mạnh với những người giỏi và thành đạt để có thể học hỏi từ họ, cũng như có cơ hội tiếp xúc với những cơ hội nghề nghiệp và trải nghiệm mới. 3. Đầu tư, tức là sở hữu những vật hữu hình hoặc vô hình có giá trị tăng theo thời gian như là bất động sản, vàng, chứng khoán, trái phiếu hoặc các đặc quyền được phép giao dịch. Những tài sản này tạo ra thu nhập thụ động cho người sở hữu, làm giảm bớt gánh nặng tài chính. 4. Làm thêm, kinh doanh thêm. Khác với việc kinh doanh toàn thời gian, kinh doanh thêm tức là bạn nhận bán thêm hàng trong thời gian không làm việc chính để tăng thu nhập như là bán trái cây, bán đồ ăn. Thường quy mô buôn bán ở mức nhỏ và tốn rất ít công sức. Như vậy, các cách chung chung để cải thiện thu nhập cũng khá là rõ ràng, tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mà sẽ chọn con đường phù hợp cho riêng mình. Tuy nhiên, nếu như các cách tăng thu nhập khá là dễ để liệt kê, thì giảm bớt chi tiêu lại là chủ đề dễ gây tranh cãi. Lý do chính là vì cách mỗi người chi tiêu phản ánh lối sống của họ, và thường mỗi người có một lối sống rất khác nhau. Lời khuyên cho việc tiết kiệm là cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, nhưng xác định được thế nào là chi tiêu không cần thiết lại là một vấn đề hóc búa. Hãy lấy ví dụ, một bạn trẻ mới ra trường đi làm lương cũng vừa phải, thích ở một mình và nuôi một chú chó cưng làm bạn. Bạn rất quý mến chú chó và dành nhiều chi phí để chăm sóc cho chú. Nếu như người khác nhìn vào thì sẽ thấy là bạn này tiêu xài xa xỉ, làm ra được đồng nào lại đi nuôi chó chứ không lấy ra tiết kiệm. Tuy nhiên, đối với bạn có chú chó ở bên, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, giúp bạn có được niềm vui mỗi chiều đi làm về. Nếu bỏ không nuôi chú chó nữa và dành tiền để tiết kiệm, chưa chắc bạn đã cảm thấy tốt hơn. Do đó, thường cắt giảm chi tiêu sẽ đòi hỏi một sự thay đổi về lối sống, và vì những thay đổi này dễ dẫn tới sự căng thẳng trong cuộc sống, cho nên nhiều người chọn không làm, hoặc nếu có thực hiện thì cũng không cắt đủ mức cần thiết. Ví dụ, cắt giảm mua trà sữa, nhưng không giảm việc săn sales. Trước giờ đọc các tâm sự về chi tiêu trong cuộc sống, mình từng gặp một số lý do mà mọi người dùng để giải thích cho việc không cắt giảm chi tiêu như sau. Mình cần phải chi nhiều thì mới có động lực để làm việc chăm chỉ kiếm tiền. Sống là phải tận hưởng, đồng tiền là phải phục vụ bản thân mình. Mỗi lần đi săn sales mua sắm, mình có cảm giác như được chữa lành. Mình mà ngừng chăm sóc tốt tắt nhan sắc thì mình sẽ xấu đi, người khác sẽ nhìn đánh giá mình và chê cười. Đến đây thì bạn sẽ thấy cách bạn chi tiêu thực sự phản ánh con người bạn, và chỉ khi nào bạn thay đổi góc nhìn của bạn về cuộc sống theo hướng lành mạnh hơn, xây dựng mối quan hệ lành mạnh với tiền bạc của bản thân, cũng như tìm ra giải pháp cho những vấn đề tâm lý, thì khi đó bạn mới có thể cắt giảm chi tiêu được. Thường thì việc cắt giảm chi tiêu sẽ xảy ra cùng lúc với việc bạn thực hiện các công việc tăng thu nhập, bởi khi đó bạn dành thời gian và sức lực cho việc kiếm thêm tiền, và do đó không còn tâm trí nghĩ tới việc chi tiêu nhiều nữa. Phần 3. Đầu tư để đạt được tự do tài chính. Đến đây hy vọng bạn đã hiểu được về tài chính cá nhân và quản lý tài chính cá nhân. Và bạn sẽ thấy rằng học về quản lý tài chính cá nhân thực chất là học cách quản lý cuộc sống của bạn, là học cách phát triển bản thân. Quản lý tài chính cá nhân đòi hỏi ít về kiến thức tài chính mà nhiều về kiến thức chuyên môn, kiến thức xã hội và khả năng quản lý cuộc sống cá nhân nhiều hơn.
Để thực hiện được các cách cải thiện thu nhập, bạn sẽ phải đi học về nâng cao chuyên môn, bạn đi tham gia các sự kiện để gặp người giỏi, bạn học về đầu tư, học về bán hàng, vận hành việc buôn bán và chăm sóc khách hàng. Để cắt giảm chi tiêu, bạn phải tìm hiểu và thực hành những lối sống lành mạnh, ví dụ như là tập thể dục, quản trị cảm xúc, đi khám bệnh, phải chọn chơi với những người bạn có cùng quan điểm về việc chi tiêu. Điều tưởng chừng như đơn giản này thường không được làm rõ khi mọi người hay lồng ghép việc quản lý tài chính cá nhân vào đầu tư, mà cụ thể hơn ở Việt Nam là đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, đôi lúc sẽ có nhắc tới vàng. Điều đó khiến cho nhiều người hiểu nhầm rằng muốn biết về quản lý tài chính cá nhân là phải đi học về tài chính, phải có kiến thức toán, phải biết đầu tư chứng khoán, phân tích số liệu. Đầu tư tài chính và những lĩnh vực đầu tư cụ thể chỉ là một phần nhỏ trong quản lý tài chính cá nhân và cũng chỉ là một trong nhiều cách để mọi người đạt được tự do tài chính mà thôi. Tự do tài chính là khái niệm để chỉ việc một người đã tích lũy tài sản sinh lời nhiều đến mức thu nhập tạo ra từ các tài sản đó có thể nuôi sống người đó hoặc cả gia đình người đó, cả đời mà họ không cần làm gì thêm. Một định nghĩa khác về tự do tài chính là bạn có thể chọn làm điều bạn muốn ở thời điểm bạn muốn mà không phải lo sợ hậu quả về mặt tài chính. Vậy thì để đạt được tự do tài chính, điều mọi người cần làm là tích lũy thật nhiều tài sản bằng các hình thức khác nhau, không nhất thiết phải thông qua việc đầu tư tài chính. Một số ví dụ thường gặp trong cuộc sống là 1. Cưới một người giàu có, khi đó các tài sản của người đó cũng sẽ được chia phần nào cho bạn. Hoặc bạn có thể có các công cụ cần thiết để mua tài sản tích lũy, ví dụ như tiền bạc, mối quan hệ mới. 2. Thắng giải thưởng lớn như trúng số, thắng bạc. Sau khi thắng giải, bạn có tiền để mua tài sản tích lũy. 3. Vận hành một công ty, doanh nghiệp thành công. Từ hai bàn tay trắng, bạn xây dựng nên được một công ty làm ăn thành công, mỗi tháng tạo ra thu nhập 100 triệu cho bạn. Doanh nghiệp đó từ gánh nặng ban đầu trở thành một tài sản có giá trị lớn, là một cỗ máy in tiền cho bạn. Điều cốt lõi ở đây là nắm giữ tài sản có giá trị tăng dần theo thời gian. Một người có thu nhập cao nhưng không dành tiền lời để thu nạp các tài sản mà dành phần lớn cho tiêu sản như là hàng xa xỉ đắt tiền, xe sang thì vẫn khó đạt được cuộc sống giàu có chứ chưa nói đến tự do tài chính. Trong tiếng Anh có hai khái niệm nghe khá là giống nhau nhưng thật ra khác nhau về bản chất là rich và wealthy. Cả hai từ đó đều có thể dịch nghĩa ra tiếng Việt là giàu có. Nhưng từ rich thường nói về một người có nhiều tiền, thu nhập cao, có của cải ở thời điểm hiện tại nhưng chưa chắc có sự ổn định tài chính lâu dài. Còn khi mà nói một người là wealthy, người đó không chỉ có nhiều tiền và của cải mà tất cả các của cải đó đều đang được quản lý chặt chẽ trong suốt một thời gian dài và sinh ra thu nhập thụ động tốt cho người đó. Người đó cũng có chiến lược để tái đầu tư các khoản thu nhập này. Một người sau khi ra trường đi làm được 3 năm cho một công ty nước ngoài với thu nhập 50 triệu một tháng, có 200 triệu tiết kiệm và có khoản vay trả góp cho căn hộ đang ở có thể nói là rich chứ không gọi là wealthy. Còn người đang sở hữu 3 căn nhà, 1 căn ở, 2 căn cho thuê, ngoài ra còn đang có sổ tiết kiệm 2 tỷ trong ngân hàng, không có nợ nần thì hoàn toàn là wealthy và thậm chí có thể coi là đã đạt được tự do tài chính. Hãy chỉ xét trường hợp bạn đi làm công ăn lương chứ không phải là chủ doanh nghiệp. Để bạn có từ thu nhập mức trung bình lên mức giàu có, bạn có thể không cần đầu tư tài chính mà chỉ cần thu nhập cao từ lương thường. Nhưng để thực sự trở nên wealthy, bạn phải đầu tư tài chính, không có cách nào khác và đó không hề là chuyện đơn giản. Phần 4. Tại sao chọn đầu tư vào thị trường chứng khoán? Đầu tư tài chính thì cũng có nhiều kiểu, bạn có thể góp vốn vào một công ty nào đó, mua trái phiếu, mua vàng, mua crypto. Và tất nhiên không thể bỏ qua chuyện đầu tư chứng khoán. Do phạm vi của video cần tập trung vào sự việc nổi cộng thời gian gần đây là các khóa học của anh Hiếu TV, nên mình sẽ chỉ viết về đầu tư chứng khoán. Một lần nữa mình chỉ muốn nhắc lại, các chia sẻ đây chỉ là các kiến thức cơ bản và dựa trên trải nghiệm của mình, đây không phải là bài viết chuyên sâu về thị trường chứng khoán. Đầu tiên, bạn cần hiểu tại sao đầu tư vào thị trường chứng khoán lại ngày càng phổ biến với nhiều người trẻ, không chỉ là ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. So với các sản phẩm đầu tư khác như vàng, trái phiếu, bất động sản hay crypto, thì đầu tư chứng khoán có hai ưu thế rất lớn như sau. 1.
chi phí yêu cầu không cao. Thực sự đúng như các sàn môi giới và quỹ đầu tư quảng cáo, bạn thực sự chỉ cần khoảng 1 triệu để tham gia. Có nhiều cổ phiếu mà chi phí mua 100 cổ chỉ quanh mức 1 triệu. Còn không thì bạn có thể mua chứng chỉ quỹ. Còn trái phiếu, số tiền bỏ ra mua thường phải là hàng trăm triệu vì bạn không dễ để mua được trái phiếu. Bạn cần phải đạt được chuẩn là nhà đầu tư chuyên nghiệp để có thể mua trái phiếu. Tất nhiên, bạn vẫn mua được trái phiếu qua các quỹ đầu tư, nhưng đây không phải là lựa chọn phổ biến. Vàng cũng như crypto cũng đòi hỏi số tiền đầu tư khá là cao cho mỗi lần giao dịch, thường là hàng chục triệu trở lên. Chúng ta không cần nói tới bất động sản. 2. Dễ giao dịch. Trong tất cả các sản phẩm tài chính ở Việt Nam, cổ phiếu là sản phẩm dễ giao dịch nhất do có mức độ số hóa cao nhất. Mọi thứ hoàn toàn chỉ giao dịch qua ứng dụng điện thoại và máy tính. Việc ký kết giấy tờ thường chỉ cần thực hiện một lần lúc mở tài khoản. Với trái phiếu thì có một số lô bạn có thể mua qua sàn chứng khoán, nhưng có rất nhiều trái phiếu bạn phải mua thông qua nhân viên ngân hàng. Còn vàng đòi hỏi bạn phải tới cửa hàng để giao dịch. Crypto khó hơn so với cổ phiếu trong việc mở tài khoản do bạn phải biết tiếng Anh, đồng thời hiểu cách hoạt động của các ví điện tử. Ngoài ra, giao dịch crypto có rủi ro là nếu bạn gửi token vào sai địa chỉ ví thì bạn sẽ mất toàn bộ số token đó. Bất động sản là phức tạp nhất trong việc giao dịch. Như vậy, chứng khoán rất phù hợp cho thế hệ trẻ vốn dành việc sử dụng các ứng dụng tài chính trên điện thoại và không có nhiều vốn. Hai yếu tố này dẫn tới việc đây là sản phẩm đầu tư phổ biến hàng đầu trên thế giới. 5. Phân biệt giữa trading và đầu tư. Thực sự không hề dễ để phân biệt thế nào là giao dịch kiếm lời trading và đầu tư do nhìn bên ngoài các hành vi khá là giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng các tiêu chuẩn tương đối sau để phân biệt giữa trading và đầu tư. Trên thực tế, khái niệm dài hạn ngắn hạn là rất khác nhau so với các loại sản phẩm tài chính. Với thị trường ngoại hối, Forex giữ vị thế vài ngày, vài tuần là dài hạn, đa số giao dịch hoàn thành trong ngày. Với chứng khoán, thường nắm cổ phiếu dưới 1 năm vẫn là ngắn hạn, nắm 3 năm trở lên chỉ mới gọi là trung hạn. Dài hạn thường là từ 5 tới 7 năm trở lên. Thời gian bạn nắm giữ càng ngắn, tần suất giao dịch của bạn càng cao thì bạn càng có thiên hướng trading hơn. Nhưng tất nhiên đây chỉ là ước lệ, có người cảm thấy nắm giữ cổ phiếu 3 năm đã là dài hạn, trong khi có người cho rằng dưới 5 năm thì vẫn là ngắn hạn. Thậm chí có người là tổng hợp cả hai trường phái. Ví dụ, họ mua 10 cổ phiếu thì có 4 cổ phiếu họ mua rồi bán liên tục trong vài tháng, nhưng 6 cổ phiếu còn lại họ để yên qua nhiều năm. Hoặc có người đầu tư cổ phiếu lâu dài nhưng trade crypto liên tục hàng tuần. Đây là những hành vi phổ biến nhất. Trong chúng ta thường sẽ có 1-2 cổ phiếu mà chúng ta tin yêu, dù tăng ít nhưng không muốn bán. Đây là điều hết sức bình thường do tâm lý phổ biến của mọi người là muốn kiếm thêm một khoản tiền kha khá trong một thời gian ngắn. Ai tiếp cận với chứng khoán cũng đều sẽ đi theo hướng trading, sau đó tìm hiểu học thêm thì mới hiểu về đầu tư. Câu hỏi phổ biến của những người mới tìm hiểu sẽ luôn theo dạng: mua cổ gì mà vài tháng sau bán ăn lời 20%, 30%? Đầu năm mới anh phím cho em mua con gì mà cuối năm x2 tài khoản? Giờ đầu tư gì để mỗi tháng có 10 triệu tiền kiếm thêm? Ngược lại với giao dịch kiếm lời, người đầu tư sẽ có tâm thế tìm mua cổ phiếu thật tốt để nắm giữ trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Câu hỏi đặt ra thường là, tài sản nào sẽ tăng giá ổn định trong 10 năm tới? Mua cổ phiếu nào mà sau này nghỉ hưu nó nuôi mình? Hai tâm thế này sẽ dẫn tới hai hành vi rất khác nhau trên thị trường. Ví dụ, mình từng hỏi bạn mình tại sao tham gia chứng khoán mà lại đi mua cổ phiếu FLC mà không phải là những cổ phiếu chắc ăn hơn như là VCB hay là FPT hay là SSI, thì bạn bảo là cổ phiếu này có đội lái mạnh, thường biến động nhiều trong vài tuần, vài tháng, mà nếu đánh theo đội lái sẽ kiếm được tiền trong thời gian ngắn. Đây là cổ phiếu mọi người thích mua bán trong vài tháng để kiếm lời. Tuy nhiên, nắm cổ phiếu này khá là cực do phải thường xuyên canh thị trường, phải nhanh tay mua, nhanh tay bán. Và người bạn đó đánh giá những cổ phiếu như VCB hay FPT thì nó tăng rề rề. Mỗi ngày tăng giảm chút chút, có khi cả năm chỉ tăng có 10%. Mua thì nhàn nhưng lời thì không bao nhiêu. Mình không nói rằng nhận định của bạn mình đúng về việc biến động giá ngắn hạn của hai cổ phiếu trên. Mình chỉ muốn cho thấy một cách nhìn về một thị trường sẽ ảnh hưởng tới hành vi mua bán của họ trên thị trường đó.
phần 6, thế nào là đầu tư thành công? Để biết một khoản đầu tư có phải là tốt hay không, chúng ta cần một cột mốc tham chiếu để so sánh. Chỉ cần bạn đầu tư ngang hoặc vượt mốc tham chiếu mà bạn chọn thì bạn được coi là đầu tư thành công. May mắn là trong tài chính, các mốc tham chiếu này khá rõ ràng và được sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao như sau. 1. Tốc độ lạm phát. Lạm phát là hiện tượng mất giá của đồng tiền. Mặc dù nghe đáng sợ đấy, nhưng lạm phát là điều chắc chắn sẽ xảy ra trong một nền kinh tế đang tăng trưởng vì nó là tín hiệu cho thấy nhu cầu mua sắm vượt khả năng sản xuất. Các quốc gia phát triển cao như Mỹ, Úc, Singapore thường đặt mục tiêu giữ lạm phát trong năm trong khoảng 2%. Các quốc gia đang phát triển thường có mục tiêu lạm phát cao hơn, ví dụ như Việt Nam chọn mức lạm phát trong khoảng 4% tới 4,5%. Như vậy, ở Việt Nam nếu bạn không có tham vọng cao và chỉ muốn đảm bảo tiền của bạn tăng trưởng cao hơn lạm phát thì bạn chỉ cần tìm cách làm sao để có tốc độ sinh lời từ 5% tới 6% một năm. Và cách phổ biến để đạt được điều đó là lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Gửi tiết kiệm ở ngân hàng là cách phổ biến để đảm bảo tiền không bị mất giá hoặc mất giá ít so với lạm phát, đồng thời lãi suất ngân hàng cũng là một điểm chuẩn cho việc đầu tư. Thông thường thì lạm phát cao sẽ khiến cho lãi suất ngân hàng tăng theo và ngược lại. Lãi suất ngân hàng bị tác động bởi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các chính sách này luôn đảm bảo lãi tiết kiệm gửi sẽ cao hơn tốc độ lạm phát. Theo lý thuyết, gửi tiết kiệm ở ngân hàng vẫn có rủi ro bị mất tiền vì ngân hàng hết tiền. Nhưng trên thực tế ở Việt Nam, chưa có vụ nào ngân hàng không trả được gốc và lãi tiết kiệm do thường xuyên có sự can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước. Thậm chí trong đợt khủng hoảng gần đây ở ngân hàng SCB, các khách hàng gửi tiết kiệm vẫn lấy được tiền ra. Do đó, độ an toàn của gửi tiết kiệm ở ngân hàng là rất cao và do đó, lãi suất tiết kiệm có thể coi là tỷ lệ lợi tức phi rủi ro. Nếu bạn gửi tiết kiệm 100 triệu với lãi suất 6% cho kỳ hạn 12 tháng, có thể xem như là bạn đã có lãi khoảng 6 triệu mà không chịu bất kỳ rủi ro nào. 3. Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp. Bạn là người thích phiêu lưu, bạn đang cần một mức sinh lời cao hơn, vậy thì trái phiếu doanh nghiệp có thể là một sự lựa chọn phù hợp cho bạn. Khi bạn bắt đầu dấn thân và mua trái phiếu doanh nghiệp thì bạn đã bước vào vùng rủi ro trung bình cao và rủi ro cao. Phát hành trái phiếu là một cách nói khác của việc doanh nghiệp đi vay từ nhà đầu tư để phục vụ cho mục đích kinh doanh. Ví dụ, Novaland phát hành trái phiếu để xây khu đô thị, Vingroup phát hành trái phiếu để xây nhà máy VinFast, Vietjet phát hành trái phiếu để đi mua hoặc thuê máy bay. Lợi ích nhà đầu tư nhận lại được là một khoản sinh lời cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng. Lãi suất mời chào càng cao thì tức là độ rủi ro của các khoản vay càng lớn. Còn rủi ro nhà đầu tư phải chấp nhận là khi đến hạn thanh toán trái phiếu thì doanh nghiệp không có tiền trả. Ở những thị trường phát triển thường có các tổ chức tín dụng đánh giá sức khỏe doanh nghiệp để gán mức rủi ro cho các lô trái phiếu phát hành. Ở Việt Nam hiện tại không có tổ chức nào như vậy nên nhà đầu tư thường chỉ có cách tin vào những thông tin do doanh nghiệp hoặc bên môi giới cung cấp và sự lựa chọn theo tên brand. Tên doanh nghiệp càng phổ biến như là Vingroup, Masan, Techcombank thì càng có vẻ an toàn. Giả sử bạn là người an toàn và chọn mua trái phiếu của HD Bank với lãi suất 6,8% thì bạn đã có mức sinh lời cao hơn là gửi tiết kiệm online tại ngân hàng này là mức 5,5%. Thông thường thì bạn không thể tiếp cận mua được trái phiếu doanh nghiệp do có nhiều quy định khó và số vốn lớn, do đó bạn có thể mua thông qua các quỹ đầu tư. Các quỹ này đã chọn lọc ra các trái phiếu an toàn theo chuẩn của họ để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất có thể. Chỉ số tham chiếu VN Index. Nếu mức sinh lời khá cao từ trái phiếu vẫn không thỏa mãn được con mãnh thú trong bạn, thì bạn có thể dắt nó đến hỏa ngục chứng khoán, nơi bạn sẽ trải qua những nỗi đau tinh thần tưởng như bất tận, cũng như những sự hưng phấn tột độ. Ở trong chứng khoán, nếu danh mục cổ phiếu của bạn tăng mạnh hơn hoặc giảm ít hơn chỉ số tham chiếu VN Index, thì tức là bạn đã đánh bại được thị trường. Chỉ số tăng 10% trong năm qua và danh mục của bạn tăng 15%, vậy là bạn đã giỏi hơn thị trường. Chỉ số giảm 15% trong năm và danh mục của bạn chỉ giảm 5%. Chúc mừng bạn đã đủ tài năng để mở quỹ đầu tư của riêng mình. Tuy nhiên, cái khó lớn nhất không phải là bạn đánh bại thị trường trong vòng 6 tháng, hay 1 năm, hay 2 năm. Cái khó là bạn cần đánh bại được thị trường liên tục trong một thời gian dài, như là 10 năm hoặc là 20 năm. Bạn hay nghe những thống kê mồm rằng 90% nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán thì thua lỗ,
thì mình không chắc rằng thống kê như vậy có tồn tại, hoặc nếu có thì còn đúng tới giờ hay không. Nhưng mình hiểu được tại sao phần lớn mọi người lại có những đợt thua lỗ trên thị trường chứng khoán. Bí mật này thật ra rất đơn giản, chúng ta đánh giá thấp độ khó của thị trường chứng khoán thể hiện qua việc chúng ta đầu tư bán thời gian. Nhưng mà đầu tư cổ phiếu khó như thế nào? Chăm nghe không bằng một lần trải nghiệm. Những ai còn giữ cổ phiếu trong đợt suy giảm khủng khiếp của thị trường chứng khoán toàn cầu và chứng khoán Việt Nam trong tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2024 hẳn như là mới vừa gặp ác mộng giữa ban ngày vậy. Bao nhiêu người có thể đoán được đợt giảm khủng khiếp đó để thoát hàng? Và bao nhiêu người ở thời điểm này tự tin nói rằng thị trường đã lập đáy và hãy nhào vô mua hàng ngon giảm giá? Liệu VN Index có quay trở lại mốc 1.300 trước khi năm 2024 kết thúc? Hay là nó lại thủng đáy mới và về lại 1.100? Tất cả những dự đoán hay phân tích ngắn hạn này đều có độ chính xác cao như việc chơi lô tô vậy. Lý do thị trường chứng khoán khó đoán là vì những yếu tố có thể khiến nó dịch chuyển là quá nhiều. Một đợt suy thoái ở Mỹ, một cuộc chiến mới ở Trung Đông, một cuộc khủng hoảng bất ngờ xảy ra ở Trung Quốc, một bong bóng tài chính lớn bất ngờ được phát hiện ra sau khi nó nổ tung. Tất cả những yếu tố đó đều gần như không lường trước được. Đầu tư cổ phiếu khó như thế nhưng chúng ta lại thường đầu tư theo dạng bán thời gian, tức là lâu lâu chúng ta lại vô một cục tiền và một thời gian sau quay lại xem là cục tiền đó tăng hay là giảm ra sao. Những phương pháp đầu tư chứng khoán chúng ta hay đọc được từ những nhà đầu tư huyền thoại như là Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, nó không phải là không hiệu quả. Sự khác biệt của họ không chỉ là ở phương pháp mà cái chính là ở việc họ sống bằng việc đầu tư, họ đầu tư 24/7. Mình biết rằng mọi người khi mới tham gia thị trường chứng khoán, lựa chọn ban đầu thường sẽ là bỏ tiền mua cổ phiếu các công ty lớn vì cảm giác rằng càng to càng an toàn. Nhưng rõ ràng những năm qua thị trường đã cho thấy sự an toàn đó chỉ là ảo tưởng. Giá trị của những tập đoàn hàng đầu ở Việt Nam như là Vingroup, Vinhomes, Novaland, Hòa Phát đều giảm mạnh trong những năm vừa rồi và những nhà đầu tư lâu dài ở đây hầu như không lời nhiều. Ngay cả ở Mỹ cũng xảy ra những câu chuyện tương tự. Những gã khổng lồ như là Boeing, Starbucks, Intel hay là Nike đều lần lượt ngã ngựa với mức giảm 2 chữ số trong 5 năm qua. Nói như vậy không phải bảo rằng bạn không thể kiếm lời được trên thị trường chứng khoán. Bạn vẫn có thể kiếm lời được, có thể mức sinh lời của bạn không phải lúc nào cũng cao hơn mức tăng trưởng của thị trường, nhưng mà như vậy là tốt rồi, ít nhất bạn không thua lỗ. Điều kiện tiên quyết để bạn có thể làm được điều này trong thời gian dài hạn là bạn phải là một nhà đầu tư toàn thời gian. Tức bạn dành phần lớn thời gian để đọc và theo dõi thị trường, tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn. Còn nếu bạn phần lớn thời gian là đi làm và chỉ dành một ít thời gian rảnh để bỏ tiền vào thị trường chứng khoán, bạn sẽ gần như không có gì ngoài may mắn để có thể sống sót trong chảo lửa này. Và bạn càng ở trong đó càng lâu, khả năng kiếm được lợi nhuận của bạn càng giảm. Phần 7. Con đường trông gai để đến quả ngọt. Cuối cùng, hãy tóm gọn các ý chính của video này như sau. 1. Để đạt được tự do tài chính, bước đầu bạn cần quản lý tài chính cá nhân tốt và để làm được điều đó, chỉ có bạn mới tìm ra được câu trả lời cho các câu hỏi. Làm sao để tăng thu nhập? Làm sao để cắt chi tiêu? Sẽ không có một quyển sách hướng dẫn hoàn hảo nào cho việc đó cả. Mọi thứ đến từ thái độ học hỏi, kiến thức tích lũy và quyết tâm thay đổi lối sống của bạn. 2. Nếu bạn chỉ giàu theo kiểu rich, nhờ thu nhập cao thì nó chưa đủ. Bạn cần phải đạt tới mức thịnh vượng, wealthy, thông qua việc tích trữ một lượng lớn tài sản sinh lời, tạo ra thu nhập thụ động để nuôi bạn. Vàng tăng giá, nhưng vàng là dạng tài sản không tạo ra dòng tiền định kỳ. Bất động sản cho thuê có thể không tăng giá tốt, nhưng lại là dạng tài sản tạo ra thu nhập thụ động. 3. Có rất nhiều cách để bạn tích lũy tài sản, đầu tư chứng khoán chỉ là một trong các cách đó, chứ không phải là cách duy nhất. 4. Bạn cần hiểu được các mốc tham chiếu khác nhau khi đầu tư để biết mình đang đầu tư tốt hay không, cũng như mức độ rủi ro cao như thế nào. 5. Trong mọi lĩnh vực, luôn có sự khác biệt giữa giao dịch kiếm lời trading và đầu tư. Nếu bạn muốn kiếm thêm thu nhập từ chứng khoán trong thời gian ngắn, bạn cần phải thực sự nghiêm túc theo dõi thị trường và nâng cấp kỹ năng kiến thức. Bạn không thể làm điều đó bán thời gian. 6. Mua chứng chỉ quỹ vẫn là lựa chọn phù hợp cho đại đa số nhà đầu tư muốn tích lũy lâu dài và không dành nhiều thời gian cho việc đầu tư. Hy vọng rằng các khán thính giả của Spider Room thấy video này hữu ích. Nếu bạn có kiến thức hay trải nghiệm thú vị nào khác trong thế giới tài chính phong phú này, hãy chia sẻ thêm và bàn luận với chúng mình trong phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Mình là Khánh Linh. Bye!